Khoe clip tập thể dục ở Hàn Quốc, Trấn Thành và em gái bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang tại nước bạn để phòng chống virus corona. Giữa thời điểm dịch bệnh, đeo khẩu trang trở thành vấn đề nhạy cảm của công chúng. Trấn Thành tiếp tục trở thành đối tượng đối diện với hàng loạt lời nhắc nhở vì không thực hiện hành động này khi đang du lịch Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, Trấn Thành và dàn cast tham gia bộ phim Bố Già đang du lịch tại Hàn Quốc để tự thưởng sau thành công của web drama này. Những hình ảnh của chuyến đi được các nghệ sĩ liên tục chia sẻ lên trang cá nhân. Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang đã khoe đoạn clip tập thể dục cùng người dân Hàn Quốc. Trong clip, tất cả các nhân vật góp mặt đều diện trang phục hanbok truyền thống của xứ Kim Chi để tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe tập thể. Khoe clip tập thể dục ở Hàn Quốc, Trấn Thành và em gái bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang tại nước bạn. Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, hầu hết người dân Hàn Quốc đều đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm. Chính vì vậy, nhiều khán giả lên tiếng nhắc nhở khi Trấn Thành, em gái Uyển Ân và Lê Giang không thực hiện điều này. Các bình luận khuyên các nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe liên tục xuất hiện bên dưới phần đánh giá của clip trên YouTube. Cộng đồng mạng nhắc nhở Trấn Thành và các nghệ sĩ đeo khẩu trang. Đây không phải lần đầu tiên công chúng lên tiếng nhắc nhở nghệ sĩ đeo khẩu trang. Được biết, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. Vào thời gian gần đây, các nghệ sĩ thường xuyên đeo khẩu trang tham gia sự kiện. Hầu hết người hâm mộ đều bày tỏ lo lắng sức khỏe, nhắc nhở nghệ sĩ bảo vệ bản thân. Thậm chí điều này còn dẫn đến hàng loạt bình luận có nội dung gay gắt. Bên cạnh đó, một bộ phận dư luận lại cho rằng đeo khẩu trang là ý thức cá nhân, không phải hành động bắt buộc. Trấn Thành là đối tượng tiếp theo bị công chúng nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, Trấn Thành và bạn bè vẫn đang tận hưởng chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Thậm chí, năm nghệ sĩ vừa trải qua một ngày sinh nhật ý nghĩa với bà xã Harry. Những hình ảnh của chuyến đi liên tục được cả hai cập nhật trên tài khoản mạng xã hội.